Chà má luôn. Trời ơi, cá là có trứng rồi. Một khối rồi. Một khối luôn. Trời ơi, nó gạch lên tới đây luôn à. Xin chào cả nhà. Nay chú Tư thả vụ tôm mới cả nhà ơi. Tôm thả được bao lâu rồi chú? Nay được bữa 19, nay được tháng 19 là mấy? Nay đây là ngày đấy là 7 5 6 gì đó. Là nay cũng gần tháng rưỡi rồi. Tháng rưỡi hả? Rồi chào cả nhà, vui quay máy xúc tôm, giờ tôm ăn. Chú thả tôm thẻ hả? Ao này chú diện tích bao nhiêu? Diện tích bao nhiêu chú? Ngàn rưỡi. Ngàn rưỡi mét vuông hả? Xả 60.000 con. Rồi chú đang quay máy chạy cánh quạt để tạo sinh. Chặt uống mất đi cho đỡ xệ xuống hả? À. Công cổ rồi. Quá trời trái luôn à. Ai đỡ nổi. Dạ. Mạnh lên, vớt không? Đâu vậy? Đoạn gì vậy? Chích dưới. Dưới ở trên rồi. Ui da, bể đầu. Sao nãy không nằm trống đây nè. Dưới ở trên rồi. Trống trong đây nè. Thì vậy được rồi. Đây là dài quá. Ông trống trong đây nè. Hả? Bây giờ tao cưng chết á. Kỳ vậy. Trời cưng động trời nữa. Không có nhân ngay vậy. Giờ kiểu cũng chặt uống mớt đi cho nó đỡ xệ xuống à. Thôi để chặt uống mớt đi. Uống gì cho nhân nó em ướt mà ăn uống gì. Không nổi. Đâu được, chỗ đâu được. Con thấy buồn vừa ghê không? Đó, à, hơn cũng cỡ với ở Bến Tre. Chở gió coi tôm. Chú dậy thức lâu chưa? Mới dậy nãy giờ. Hôm nay lớn rồi. Bự nha. Nè chắc cái chầm. Cái này cỡ đó là 100 con ký hả? 100 con. Một cử gì chú ăn cho ăn cả bao nhiêu? 4 ký. Cử 4 ký. Cử 4 ký. Đâu tao mày bí biếu đường vượt hay gì chiều bán hả? Vô mé quá trời đó mà. Tôm này đường cái đường vượt nó bị đứt luôn mà. Mấy cái tôm vô đóng ăn luôn luôn. Trời ơi, có bét rồi ông. Hả? Có bét rồi ông. Sao chứ? Trời ơi ông. Ở bên chỗ cũ luôn rồi đó giờ luôn. Bên... Nghe nãy chưa hả? Ủa có gầm? Chưa gầm. Chưa giao hồi này, hồi nãy chú nước kêu là chú đi không chịu. Rồi. Chuyện vụ chấm người nha. Hôm bữa mình quay là được một tháng cả 10 ngày hả? Tháng 12, 13 ngày đó. Hôm nay là tới 2 tháng 4 ngày. 2 tháng 4 ngày. Cái con giác bộ cũng đầy bao thùng luôn. Trời đất ghê vậy ta. Đúng 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 ghê vậy. Bao nhiêu? 90 con. Bao ghê vậy? 90 con ký hả? 90 con ký. Nghiêm hay quá. 90 ký luôn. Kinh nghiệm có khác thôi. Cái giác thứ hai cả nhà, giác hồi nãy thì gần đầy 3 thùng. Cái giác thứ hai. Hết hơn hả? Có đại thiên chân.
con tôi khô chỗ muộn phải làm con đầu bún. Tâm lớn nha, tâm lớn nha. Cụ đằng trước. Đằng trước nè. Đúng rồi. Lại. Không có tổ mất cái hay thì chứ. Ê con bự. Ê con bự, chà má luôn. Trời ơi. Con này con thứ hai là con cụ đằng trước nè. Con này hình. Bỏ bánh trong miếng. Kéo tôm này lạnh lạnh lên uống ly rượu mật ong nữa. Đúng hết bài luôn. Tôm này cần ngại giờ cần mới. Đúng rồi đây nè. Cũ nè. Con này thứ mấy? Thứ tư hả? Thứ tư rồi. Kéo giác tối làm giác nữa không hay? Rồi 11 giờ còn. Ôi, cá lóc. Đó. Rồi. Có mồi. Thả cho lội không? Đó là nuôi cao, hai con cao nó bự à. Giờ là cá dùng tàu là của con tàu, bây giờ tàu không ăn, giờ thả cho lội. Hả? Thôi mới thả lại đi. Trời ơi, đi ngay cái lỗ rách rồi đó. Cái đưa cái đầu ngay cái lỗ rách nhỏ. Nhỏ đi ra hả? Nửa lít đó cậu hai. Hả? Có, được nửa lít đó. Nửa lít gì? Cá này mà nửa lít gì? Chú chi nhê. Cá ngủ tới mai luôn á. Không ngọt không? Lấy đổ quẹt không? Mắm me á. Quẹt mắm me không hả? Cắm vô quẹt con cá, không cắm vô đâu không nhé. Ngắt ngồi không? Cầm cái túi rộng nó luôn. Nè là chậu á. Lên trên này đậu. Ủa sao đi, sao đi? Cái gỗ kìa. Thiệt cái bộ. Đấy, đi nó đi gỗ đó. Dạ, cái nghỉ ăn luôn à. Chắc lên đây, vừa đòi, được chứ. Để nghỉ ăn. Ủa, ôm đi đi. Cá lóc. Xà bá luôn. Vô. Có. Cái con cá lóc này là nó ăn tôm nè. Nó ăn tôm nhiều nhất nè. Đây, nướng nó luôn. Nướng luôn. Cá lóc này nè. Trời ơi, đụ nó mày hả mày, tao chơi mày trước. Đây, đúng rồi. Con này hơn nửa ký à. Ê, có cân kìa. Đâu nãy giờ, nãy mình có cái cân rồi. Quá trớn rồi. 3,5 rưỡi. 3,5 rưỡi. Rồi, đi kiếm lá, kiếm củi, nướng luôn. Con cá lóc nữa vậy? Con cá lóc. Rồi, ok. Tình cờ luôn hả? Tình cờ không được bia luôn hả? Cá là có trứng rồi. Được chưa? Được. Cái này có trứng. Thêm một con rồi, bây giờ đem vào nướng luôn. Ở bên kia thì hai ông đang kéo. Kiếm thêm con nữa đi cho có cặp luôn. Nướng cá lóc xong rồi cả nhà ơi. Nãy thì chú kéo được 5 thùng rưỡi tôm. Thùng cuối thì không có đầy lắm rồi, chở đi bán luôn. Nó cũng xong rồi, lên mấy chú cháu làm đây rai. Này nãy cá lóc nướng nè, với một số tôm nữa thì... Nãy nè, viêm hay đi chú? Viêm. Viêm đường hả? Này viêm đường mà bán mía mà đừng có nhậu. Làm gì? Giờ còn cái còn cơm mua thì cũng vừa chưa có chín. Anh Hoàng, đem cái chung cơm mua lên đó. Còn luộc mấy con cua nữa cả nhà. Còn cua chứ cua luộc. Cua giờ lâu quá. Cũng tối rồi. Chú cháu nó trầm thủ luôn. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. À, đã. Tôm hả? Tôm đi ba nuôi cực khổ thì nhỏ lớn nè. Đi vừa canh đó thôi. Điền canh hả? Cái tháng... Điền tháng ăn nhấn. Hàng tháng 4 ngàn hả? Không rồi. Giá cực quá. Dạ. Dạ. Anh Tư. Đó chưa? Rồi em cũng hết rồi. À, con tôm này nhân cho áp hả mày? Mày chơi không đụng tao chén mày. Ăn bóc thôi. Dạ tôi nói thiếu chén mà. Lên tư đẹp quá đó. Ơi hàng chi ông giấu vậy. Hồi nãy là đủ chén rồi. Mà lấy chén này làm chén đựng muối nè. Nuôi thiếu chén em á. Anh Tư cũng đủ sẵn luôn bộ. Chén cơm. Chén đang cơm. Để em xuống với em còn rồi chín giờ. Rồi món mồi mới anh không? Mồi mới. Cô này em bắt nè. Sau thời gian này cô cũng chín rồi. Thử con này đi chú.
đâu con này, con này như hai da nè. Cua này cua cốm nè. Ủa con cua là sao sao mà hình như nè trời cua cốm nè. Lột ra luôn. Con này ăn đã nè. Đang lột hả? À. Năm qua năm qua. Đó ăn mới thả đó. Cái ao này giờ còn mấy con cua gạch thon nữa đó. Mà sao nó vô hàng nó giờ. Ôi. Một khối à. Một khối luôn. Trời ơi nó gạch lên tới đây luôn à. Trời ơi. Ồ dở anh coi. Đó. Rồi gạch đây luôn á. Gạch mà. À, video chú cháu mình tới đây cũng kết thúc rồi. Hẹn cả nhà các video tiếp theo. Cả nhà hãy ấn một đăng ký like và share ủng hộ chú cháu mình nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà.